Top 2 is under attack, enemy slain.
chiến này bội thu. Có video Modern Kaiser xong có thêm video Adriel nữa. Chuyến này bội thu. Rồi im lặng coi. Khúc cái khúc cuối các bạn ạ. Khúc mà mình đánh tay bạn thằng Vayne gì đấy. Ông anh mình qua ông đưa bông. Mình đắp bên bạn mình đánh đéo cần nhìn luôn. Chị mới xuống. À, trời mưa làm rơi đồ đi lấy đồ vô. Ba mốt cải đam. Trời ơi. Cảm ơn mọi người xem đâu nha. À, bán cái món support đi lên cái chuyện gai á. Có mua xem rồi nha. Rồi được. Mình sẽ quay từ cái đoạn này cho tới kết trận luôn. Xem mình có lấy được vị trí top 1 không. Tên của mình là vô cùng mạnh. Lần của mình có kinh nghiệm rồi. Đội hình của mình là băng nha các bạn. Bảo hộ. Và nếu biết cần của mình cho mình vô đội. Nghĩ là không cần con cho con mau Gana vô đâu. Dây chút. Rồi, mau hộp đúng không? Bảo hộ. Bảo hộ Gile nhé mò. Bây giờ phải lên level 9 nữa. Cứ lên được rồi, level 9 được không nha. Mình sắp cho Gile vô đúng không? Tuy mạnh quá nha. Dòng gì này hay tốc bột nãy giờ luôn. Ngủ lắm rồi. Stop moving, please. You've made a great still life. Zilean vào. Zilean bắn giá rồi hứa đi ra thôi. Đúng không? Có thằng nào đi hỏi người xem xem. Rồi. Thầy hơn rồi đó. Bắn giá với bọn Diana đó thôi. Oh,
mà lên level 10 tôi cho con Diana vô là đội hình 7 con băng giá luôn. Là vô cùng mạnh luôn đấy các bạn. It's me. Đội hình băng giá 7 con luôn. Nếu mà lên được level 10. Diana. Diana không có rồi. Đội hình này mà hơi bị khó mua đấy, nó thẳng luôn đấy. Yếu sao ấy. Tôi lên top 1 rồi các bạn. Ồ, mỗi lần này tôi lên top 1 luôn đó à. Tại sao để hạ cái con, cái hàng này cái nè. Hàng này là đội hình rất là mạnh nhất nè. Giờ phải nghĩ cách hạ hàng này cái đã. Lên ông level 10 kịp không? Lên level 10 kịp, cái ông nào vô chạy. Cái này là gì?
không có vụ lên nổi lên vòng 10 đâu. À, quyết định thắng thua rồi. Càng sớt. Top 1 là của tôi. Tôi sẽ tham gia giao chiến từ hàng vừa đủ. Đánh đi dự bị của tao. Cúc. Cúc. Smaller. DNA rồi. Rồi vấn đề là level 10. Chơi liều luôn. Bảy băng giá. Ù quá. Tao thắng rồi con ơi. Trời ơi, đúng là đánh liều mà. Bảy băng giá chơi cái gì á. Trời ơi. Rồi thắng thua nè. Thắng thua quyết định nè. Thắng thua quyết định nè các cu ơi. Thắng thua. Giờ lúc quyết định thắng thua nè. Lần đầu tiên top 1.